Dạ. Trời, vậy là bao nhiêu lâu rồi mới có một bữa cơm đông vậy bác? À, đó. Là lâu lắm rồi phải không? À, hồi nãy trong là ta tìm hiểu hết rồi. Thằng út nó tên là Toại. Đó, Toại, vợ tên Toan, Toan Toại. Mời Tan Toại với Thành ăn cơm với Thuận. Ai con mời bác trai đó. Cho hỏi cái món này ai làm nè, nghe cái món thịt này nè. Yeah. Không làm à? Không con, không lấy tiền. Thấy chị áo đỏ là chị cười dữ lắm, chắc chị vui phải không? Vui phải không? Hồi hai vợ chồng có hai răng khểnh cưng quá luôn vậy đó. Dạ, anh vui không sao mặt nhẽ hả? Mặt vui luôn. Rồi, rồi hai vợ chồng Hồng sao? Vui hả? Cũng vui, cũng hơi xúc động, tại vì cũng lâu rồi, cũng gia đình chưa có dịp mà ngồi đây do nói chung là không có bữa nào. Tết cũng vậy. Mạnh ai cũng mấy bới tô không à. Vậy buồn hả? Lắm. Tết con cái đi về quê hết rồi. Vậy có hai vợ chồng già, hai chồng già nhiều khi ông già ông buồn cũng đi luôn, có mình bà già. Thì nói chung thì được một ngày vui cho mẹ là mừng. Được một ngày vui cho mẹ là mừng. Ừ, chú Thuận tôi cũng thông cảm cho các con. À, tuy rằng bữa ăn cơm gia đình rất là ngon, rất là vui. Nhưng mà mỗi con mỗi hoàn cảnh. Tôi thấy bây giờ nó về nó tất bật, nó làm rồi nó ăn mà đôi khi tôi cũng mắc làm việc của tôi như vậy, tôi không thấy ăn chung với nó được. Nên có nhiều khi mấy đứa này nó cũng la nó, má làm mà không có chịu ăn vậy đó. Nhưng mà khổ nổi cái tính nó lao chao là mình không ăn được. Rồi có nhiều khi đói quá thì trang đại miếng canh này, lua đại chén cơm cho nó xong. Chỉ cần dọn cái mâm cơm ra thôi là bà già bà ngồi xuống ăn liền. Hoặc là chia nhau ra, hôm nhà này nấu, hôm nhà khác nấu. Rồi kêu ba mẹ ra ăn. Bây giờ ngày nào không có cái buổi ăn chung thì ít nhất cũng phải một tuần phải có một buổi. Tội, em thấy anh đề nghị gì được không em? Dạ hợp lý, là em đói quá để em ăn ra. Có duyên á, có duyên. Thành khoái ăn món gì trong hai cái mâm nè? Em khoái ăn là món này nhất, tôm chiên bột. Tội nè, em Út nè, có khoái ăn món tôm lăng bột giống Thành không? Ủa cả nhà thích ăn cái món này luôn hả? Hai anh em ông này nè, nó là giống nhau chữ tờ. Rồi hai cái mặt cũng giống hệt nhau. Y chang luôn, khác đúng không? Nhưng mà được cái ông Tội ông có da có thịt hơn. Để em giảm cân nó đi. Đó lâu rồi hai anh em không ăn cơm với nhau. Cả năm mấy rồi, cũng lâu lắm. Mà thích ăn cơm với ông Tội không? Mà sao không ăn cơm nó? Chắc anh em có giận nhau nè. Có giận nhau không? Có thể trước giờ không nói được. Nhưng bữa nay mượn chén cơm, mượn cái mâm cơm và mượn cái không khí này, có gì nói với em mình không? Có gì thì thôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm cho công việc cũng cẩn thận hơn, đừng giảm cân. Giảm cân chứ đừng bệnh xuống thì nó cũng khổ đấy. Tội, năm trời không nói chuyện với ông anh mình đúng không? Cái gì năm? Năm năm gần hơn rồi đấy. Năm năm gần hơn rồi đấy. Cái gì? Năm năm không nói chuyện với ông anh luôn? Oh my god! Sao vậy? Nói thật lòng của em nói thì, nhưng mà nếu mà nó có những gì khúc mắc thì đương nhiên nó vẫn phải có. Nhưng mà nói chung là anh em thì giữ trong lòng vậy thôi, chứ không muốn nói ra ngoài chi cho nó mệt. Đối với còn các con các cháu nè, chú vô tình lúc nào cũng hòa đồng. Các con các cháu muốn gì cứ nói, chứ không phải là chú mà chú giận anh chị rồi chú quay qua chú giận hai cháu là không có. Không, anh biết. Nhìn thấy em, cái cách mà em nói chuyện với các cháu hồi nãy anh biết. Không, hoàn toàn tách biệt hoàn toàn. Thật ra anh mời em ra đây ăn là vì người phụ nữ ngồi kế bên anh nè. Và anh biết em ra đây ngồi ăn ở đây cũng là vì người phụ nữ này nè. Thôi thì nãy Thành nó nói á, có một bữa ăn gì á mẹ rất vui. Thì bà có mong mỏi gì với hai người con của mình không? Mong mỏi thì đương nhiên phải mong mỏi rồi cô. Tại vì con của mình nó từ trong bụng mình nó chui ra, nó cùng một dòng máu. Mà nó không vui với nhau thì rõ ràng mình cũng rất là đau lòng. Nhưng mà có điều mình khuyên cũng khuyên vậy. Hai anh em đứa này thì nó tính tình nó nóng nảy lắm. Bởi nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng buồn. Tôi nói chắc có lẽ là tôi đẻ nó ra không hợp tuổi, thình tức sủ mùi. Thằng này tức cái thằng này mùi. Bởi chắc có lẽ nó vậy mà nó khắc. Anh có chia sẻ với Út hồi nãy, anh cũng có ba chị em. Nhưng mà vì cuộc sống, ba đứa ba nơi, và cái bữa cơm gia đình đối với anh nó quan trọng cực kỳ. Đối với một bữa cơm mà nó đầy đủ các anh chị á, nó là một cái gì đó rất là xa xỉ. Thật sự mà anh có muốn là giữa anh với Toàn nó có thể bình thường là cũng muốn, nhưng mà nói chung thì bây giờ
thực sự ra mà nói thì là cái điều mà mong muốn á là chị em dâu. Hai chị em dâu nên thay đổi. Thì bây giờ á, mẹ bên đây mẹ nói nè, bây giờ mẹ có nhiều tiền hay là cái gì nữa mẹ cũng không ham bằng gia đình hòa thuận. Hai đứa ở chung một nhà, hai đứa đều là con của mẹ. Khi mẹ chết, hai đứa đều phải đội khăn tang giống nhau. Rồi hai đứa con dâu cũng vậy, dù sao cũng là chị là em. Ví dụ như bây giờ con ra đường có những người hàng xóm con có làm bạn được, thì tại sao cùng một nhà không thể làm chị em được? Điều đó là không tốt. Tao nói trong lòng có những đêm tao khóc thầm không đứa nào biết được. Gia đình không thuận nhau, không yêu nhau thì mẹ rất là buồn. Cái đó mẹ nói thật á, khi mà tao chết á, cái điều đó tao cũng không thể nào an tâm được. Nè, khóc nè thấy thương nè. Thôi được rồi đi. Không, Nga muốn cái bữa ăn ngày hôm nay là một cái buổi kết nối làm sao mà tất cả chúng ta phải là bên nhau. Rồi còn mày qua ôm Út mày đi. Đúng rồi đó. Hai bay qua ôm Út mày nè, Út tội kìa. Đây, đi qua đây. Làm cho mẹ vui là anh em phải hòa thuận. Mẹ mong rằng ngày hôm nay nhờ các cô, các chú ở đây tới đây mà giống như bắt nhịp cầu cho hai con, để hai con mà anh em mà vui vẻ với nhau thật lòng, thì khi mẹ ngày mai mẹ có chết mẹ cũng mãn nguyện. Mẹ nói thật, tại vì mẹ rất là yêu các con, mẹ sống vì các con thì các con phải vì mẹ. Ba của con đã bỏ mẹ đi lúc mẹ rất là còn trẻ, mẹ đã cố gắng nuôi tụi con tới ngày này. Ba chuyên nương mẹ, nương nhờ ba chuyên nuôi tụi con thì tụi con phải hiểu. Con thấy không, nếu mẹ như người đàn bà khác thì con đã không có nhà cửa mà ở, các con phải ra đường rồi, các con phải đứa lung manh, đứa giật đồ, đứa cứ không có nuôi tụi con mà ăn học đến lớp 12, 13 đâu. Bây giờ mẹ còn sống ngày nào, mẹ sống lúc nào mẹ cũng suy nghĩ tại sao các con của mẹ, mẹ đã tạo ra các con mà các con không biết nghĩ tới mẹ, chỉ có việc yêu thương nhau thôi, chứ mẹ đâu có cần các con tiền của các con đâu, phải không? Không bao giờ mẹ hỏi các con làm lương nhiều lương ít hay là con cho mẹ, không bao giờ. Mẹ rất là yêu các con. Cuộc đời của mẹ sống vì ba đứa con đó, rồi bây giờ vì đàn cáo của mẹ đó. Con thấy không, ngày xưa đó, khi mà mẹ đi làm nhà trẻ đó, có một miếng thịt kho cho con ăn, mẹ chỉ đâm muối mẹ ăn để mà nuôi các con thôi. Tại sao các con không nghĩ những ngày tháng đó mà yêu thương nhau, mà yêu mẹ? Hứa với mẹ, hai đứa hứa với mẹ, anh em sẽ hòa thuận. Tại sao không yêu nhau được? Mình là ruột nhà mà. Con hơn nửa đời người rồi. Khi ba của con chết á, chỉ có 3-4 tuổi thôi. Bây giờ con 40 mà gần 4, hơn 40 tuổi rồi. Con phải biết suy nghĩ. Còn Toại cũng vậy, hơn nửa đời người rồi. Còn hai đứa con dâu của mẹ, mẹ mong rằng từ đây về sau hai đứa phải yêu thương nhau, không có mặt lớn mặt nhỏ. Nhất Hồng này Toan cũng vậy, chính bỏ làm 10, người với người với nhau ở chung một mái nhà, có gì mà không giải quyết được. Bây giờ mẹ nói thật, nếu mà bữa cơm hôm nay các con yêu thương nhau một chút mẹ qua đời, mẹ cũng rất là mừng, mẹ rất là mãn nguyện. Mẹ lớn tuổi rồi, mình phải yêu thương nhau để cho mẹ vui và mẹ khỏe. Những cái chuyện cãi giả thì tất nhiên nhà nào cũng có, vợ chồng cũng cãi nhau, anh em cãi nhau, thì Nga thấy cái chuyện này là nó là bình thường. Mong rằng cái bữa ăn hôm nay nó là một cái buổi kết nối cho gia đình chúng ta. Nên bây giờ một cái hành động mà Nga nghĩ là chia sẻ yêu thương là chúng ta phải ôm nhau. Cũng có thể là ôm nhau, cũng có thể một cái nắm tay nhau, cũng đủ để cho thấy rằng là tất cả khoảng cách đã không còn nữa. Mặt y chang nhau. Mẹ mong rằng
Hôm nay các con như vậy là các con anh em con đã hòa thuận với nhau. Tôi cũng thấy là khóc quá trời. Bên cạnh thôi là còn ông chồng cũng rất là xúc động. Ông chồng già của tôi ơi, đừng khóc. Nắm cái tay rồi. Rồi nắm tay nhau nè, ôm nhau nè. Thật ra mình phải thương nhau mấy năm mà giờ hòa được chưa? Không nói, nói lớn lên. Không nói gì đi Hồng. Nói gì thì nếu chị có sai thì cho chị xin lỗi. Hôm nay hai đứa khóc. Khóc tao chưa đánh mà. Nếu mà chị có sai thì cho chị xin lỗi hai vợ chồng em. Còn chị có tặng hay nóng lên chị thích là chị nói á. Bây giờ chị suy nghĩ đó. Nếu chị vợ chồng chị có sai thì chị xin lỗi em. Nếu chương trình này làm cho gia đình mà hạnh phúc, nếu mai mốt quá chị, nếu chị cố giận thì bỏ qua giùm cho chị. Tại vì chị nóng chị nói lên thôi à. Còn mà nói chuyện mà sợ không nói lại sợ chị mất cỡ tội nghiệp chị. Vậy thôi, từ nay là chị em mình thương nhau. Có gì nói nhau nghe chứ đừng có làm dữ vậy, giận nhau nhiều năm như vậy để cho má buồn. Được không? Được. Ôm nhau cái đi, ôm cái cho coi nè. Ôm là nó truyền năng lượng tích cực nhiều lắm. Em thì nói chung thì anh chị thì lúc nào nó cũng là anh chị thôi. Em có giận anh á thì chẳng qua là em thương má mà em giận anh thôi. Nó còn những cái chuyện khuất mắt sau đó thì em không muốn nói tới. Nhưng mà nhân tiện là bữa nay thôi anh em mình làm quề. Và anh là cái người lúc nào cũng phải nhớ là đều là cố gắng đừng làm má buồn. Em chỉ hy vọng anh như thế thôi. Như em đã nói vậy thì anh cũng cảm ơn. Thì anh nói chung thì thôi từ trước giờ thì có xích mích gì thì anh em mình bỏ qua để cho má vui. Ok. Con là con muốn có một cái quà, món quà rất là bất ngờ là từ chị Hồng. Cái này là tặng tay con viết, con tặng cho mẹ ở mẹ. Tặng tay mẹ mở ra mẹ coi. Ủa sao con biết viết? Thì chị Thúy Nga chỉ con á. Mẹ con cảm ơn con. Rồi mở ra coi. Trời, con thương mẹ, con dâu Dương Hồng. Nguyên cái mặt mập cười. Hôm nay có muốn viết một cái câu gì để tặng mẹ chồng không? Đi thương mẹ đi, cho nó tình cảm chút. Đi thương mẹ thôi. Thôi mình phải thêm chữ con thương mẹ. Dạ. Thì nó tình cảm hơn. Chữ đây là chữ cờ ha. Đó, con nè, o nè. Con nè, thương nè. Mẹ nè, mẹ rất là dễ viết. Mẹ nè, mờ. Chữ e, nặng mẹ, thấy không? Trái tim á, mà không biết sao vẽ ra mặt bả luôn. Rồi, cái người sao của mẹ chim bao cảm ơn con. Mẹ biết, nói chung là tất cả nguyên bầy con này đứa nào cũng thương mẹ. Tất cả mọi thứ nó là quá giải hết rồi. Thôi thì chúng ta ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm cho thật đã đi nào. Yeah. Rồi, vô ăn. Bữa ăn rất là thân mật, ý nghĩa và một bữa ăn gắn kết gia đình của chúng ta lại. Và có một cái điều mà thắc mắc là nãy giờ con thấy bác Chuyên là cái người âm thầm không có nói tiếng nào hết, thì bác có một cái lời gì chia sẻ không? Này cũng xin phép mà cảm ơn chương trình là đến với gia đình chúng tôi đó, là làm cho mọi người gần nhau hơn và chia sẻ nhau nhiều hơn. Những cái điều gì mà có sơ suất ở trong gia đình
thì xin thứ lỗi dùm. Dạ không không, thực sự bữa nay con thấy không có gì mà sơ suất hết. Đây là một cái bữa ăn rất là trọn vẹn và rất là ý nghĩa. Đây 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 đó. Đi đâu cũng lâu hết trơn à. Xin trân trọng giới thiệu và tặng cho gia đình một món quà. Phố Thường xin ra mặt cho chương trình Gõ Cửa Thanh.